Hello, welcome back chúng ta chơi Going Pro. Ok. Ui, nhạc đâu? Wow, có cái lỗ này. Luôn vào đây. Ôi giời, mà này dễ. Trời, luôn cái màn ăn chuối này. Nhỏ thế, tiêu dùng đây. Ôi, nhanh thế. Ta đang ở level 26. Level 27 này khó hơn tí. À, rồi chúng ta chơi Mario Kart. Ôi, không phải Mario mà đây nhân vật gì? Này, cho bé bé này, nhạc to quá. Bé thì lại bé quá. Ăn tiền, ăn tiền, ăn tiền. À, có cái bức tượng nó lại chắn như này. Xin thông báo là mình xếp thứ ba rồi. Ồ, cái đích này sớm thế, về sớm thế. À, còn một vòng nữa cơ. Còn một vòng nữa mới về đích. Bắn luôn này.
Xếp thứ hai rồi. Ôi, top 1. Chén luôn. Cái gì đấy? Cái gì hay thế? À. Mình muốn về Mario thì chơi hay thật. Chúng ta đi chơi chúng ta chơi The Baby Zero. Ok. Vào game rồi. Bé đang khóc luôn. Bếp. Cho một miếng bánh mì vào này. Đặt em bé trên bàn này. Phá đã hơi bất ngờ đấy. Xong. Chúng ta đến với Subway Surfer. Ủa, sao nó lại xoay bên tẹo này. Không chơi nữa. Sang game khác. Kích mới đi. No. Mind if I catch a nap here? No, not that. Chuối. Oh. Cái gì này? Give me that. Tao thế. Are you okay? Mưa. No, not that. I live in a box. Gross, kid. Get him. Chả có gì mà chơi nữa hết. Mind if I catch a nap here? Hết đồ chơi rồi. This is my home, not the hurt locker. Ui trời ơi.
not the Hurt Locker. Chạy hết lẹt luôn. Bom này, bom này. I'm gonna go play a couple of your other iPhone games, if that's okay. Nhìn quả bom này nè. Khóc luôn đi. À, siêu bom, siêu bom. Doesn't make noise. Steady, I'm gonna snooze for a while. I live in a box. Let's keep bomb there. I need a band-aid! Rồi, chúng ta sẽ chơi Plan Sabi. Qua ba game này, cho tăng tốc lên cho nhanh. Chơi không lâu lắm. Cái này dùng miễn phí, dùng rất là nhiều luôn. Ê, ui, đông đủ bê tông luôn. Ui, xài mãi chạy hết rồi. Quân địch rất là quen đông đấy. Chưa bị quét sạch rồi. Vẫn còn khá đông. Lưỡi gói có một con khổng lồ này. Con này nó cũng phải giết trừ luôn. Quẹt thế. Mãi mới chết rồi. Giờ chúng ta chơi Stumpy. À xe. Xem được màn này có đâu chơi được không. Ôi, đông quá, nhạc hơi to đấy. Rồi. Ôi, bị đánh bay rồi. Mình sẽ đến một game mình thấy có vai trường. À, đây có đường này.
Trời, thế cứ đi theo cái con đường này là qua đâu mà. Trời ơi. Cùng mình mới địch. Khó khăn thế. Snake. Mày game rồi. Đèn lắm. Server. Ủa? Sao game này âm nhạc bé đấy? À, cái này phải hack mấy chục chiêu điểm này.